con rắn đã nhắm vào điểm yếu của con lừng. Nhưng có vẻ những cuộc tấn công của rắn không ảnh hưởng gì, bởi vì nó là lừng mật. Không điều gì có thể khiến nó sợ hãi. Nó tiếp tục lao vào tấn công. Con rắn biết nó đã chọn nhầm mục tiêu, con rắn cố gắng chạy. Nhưng một khi lừng mật đã khóa mục tiêu, nó sẽ không để tuột mất dễ dàng. Một khi lừng mật cố định hàm của con rắn, thì là lúc trò chơi kết thúc.